diễn viên Cbiz nào đẹp nhất theo Jnet bình chọn. Vừa qua, netizen xứ sở mặt trời mọc đã có cuộc bình chọn top 10 mỹ nhân đẹp nhất xứ Trung và kết quả vô cùng bất ngờ luôn nha. Theo đó, top 5 nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất chính là Tôn Lệ ở vị trí thứ 5. Angela Baby lọt top 4, mặc dù vô cùng xinh đẹp cuốn hút, song Phạm Ngọc Bằng cũng chỉ về vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, thì Dương Mịch ở vị trí thứ 2 và top 1 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Việc đi lại Nhật Ba thắng thế vượt cả nữ hoàng giải trí Phạm Ông Hoàng, Dương Mịch và Angela Baby cũng đã khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên thì điều này cũng không gây tranh cãi quá lớn bởi mỹ nhân Tân Cương vốn dĩ đã luôn thu hút rồi đúng không nào? À, còn Dương Mịch từ sau dự án tiên kiếm kỳ hiệp cung tòa tâm ngọc, cô nàng vẫn luôn duy trì được danh tiếng và sức nóng của bản thân. À, về phía Phạm Ông Mang dù vừa mê bối chấn động Xong không thể phủ nhận mọi nỗ lực của cô nàng để có thể bám trụ ở showbiz dù là ở trong hay ngoài nước Giờ đây thì mọi cố gắng của mỹ nhân họ phạm đã được đền đáp khi cô nàng ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim dù là ở vai phụ à, Trước dường ảnh đó thì phản bằng còn gây bão toàn cầu với visual đỉnh cao ở tuần lễ thời trang quốc tế nữa nha Quay trở lại với bảng xếp hạng của Janet thì năm mỹ nhân còn lại chính là ở vị trí thứ 10 Ngô Cẩn Ngôn, Từ Nhược Tuyên xếp thứ 9, Trương Tử Di số 8, Lưu thị Thi thứ 7 và Lâm Chí Linh ở vị trí số 6. Ngạc nhiên chưa khi bảng xếp hạng này không có những cái tên đình đám xứ trung như là thần tiên tỷ tỷ Lưu Dược Phi, Triệu Lệ Dĩnh hay là cổ lực Na Chát. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm để ibis biết được bên nhà.